Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc Có thế giới khác không? Của soạn giả Đoàn Văn Thông. Kính thưa quý vị Tủ sách Áo Lam, chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Có thế giới khác không? Có phải quả đất chúng ta là hành tinh độc nhất có sự sống hay còn có nhiều thế giới khác nữa trong vũ trụ bao la vô tận? Lời mở đầu. Từ ngàn xưa, nhiều tôn giáo đã nói đến những cõi giới khác, những thế giới khác. Đối với con người thì một số lớn tin rằng ngoài thế giới mà con người và vô số loài sinh vật đang sinh sống còn có những thế giới khác nữa, trong khi một số người lại cho rằng chỉ có quả đất là thế giới duy nhất có sự sống mà thôi. Đối với các nhà khoa học thì trước đây, hầu như các nhà khoa học đều bác bỏ luận cứ cho rằng trong vũ trụ có nhiều thế giới khác có sự sống. Tuy nhiên ngày nay khoa học phát triển đến độ bùng nổ nhất là lĩnh vực thiên văn, vũ trụ. Con người ngày càng dễ có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với các hành tinh, tuy chỉ là những hành tinh trong thái dương hệ bằng những máy móc tinh vi hơn nên đã mang lại nhiều khám phá lớn lao kỳ diệu bất ngờ hơn, từ đó đã làm đổi thay ý nghĩ của nhiều nhà khoa học về vấn đề thế giới khác ngoài quả đất. Khi biên soạn tập sách nhỏ này, tác giả không ngoài mục đích là đưa ra một số vấn đề, sự kiện liên quan đến những cõi giới khác ngoài quả đất mà nhiều người đã từng thắc mắc. Hy vọng những gì tác giả rút tỉa được từ những tư liệu trung thực qua nhiều nguồn khác nhau sẽ giúp quý vị giải đáp phần nào thắc mắc ấy. Soạn giả Đoàn Văn Thông. Mùa hè năm 2002. Có AI ngoài đó không? Nhiều nhà thiên văn trong những lúc miệt mài chăm chú theo dõi và quan sát vũ trụ đôi khi đã tự hỏi thầm trong cái bao la sâu thẳm đầy sao rằng có ai ngoài đó không? Câu hỏi đã từng được nêu ra nhưng quả thật chưa có lời đáp lại. Nhưng dù vậy, ngày nay câu hỏi ấy đã trở thành đề tài tranh luận và nghiên cứu của các nhà thiên văn khắp thế giới. Hiện nay đề tài gây sôi nổi hơn cả là trong vũ trụ bao la sâu thẳm có những sinh vật thông tuệ hay không? Hoặc có những nền văn minh nào khác ngoài quả đất không? Vấn đề trở nên quan trọng đến độ hàng năm đều được đem ra bàn thảo trong hội nghị quốc tế tổ chức hàng năm tại London, Anh Quốc. Các khám phá gần đây đã cho biết rằng vũ trụ chứa đầy những thông tin. Những tín hiệu một khi khoa học kỹ thuật của con người về ngành thiên văn phát triển cao hơn thì sẽ dễ dàng nhận được những tín hiệu từ vũ trụ. Những tín hiệu ấy vô cùng quan trọng, đó cũng là mấu chốt để nắm bắt được vấn đề liên quan tới câu hỏi, có ai ngoài đó không? Hay, có thế giới khác ngoài quả đất không? Những nỗ lực thu tín hiệu từ không gian. Báo Lai phát hành số đặc biệt vào năm 1992 với chủ đề tương tự như chúng ta vừa nêu trên, có AI ngoài đó không? Is anybody out there? Một đề tài càng làm dấy lên những tranh luận, bàn bạc đầy tò mò háo hức và hồi hộp về một sự kiện là nếu một mai con người trên quả đất biết được ngoài mình ra còn có những nền văn minh khác, sự sống khác bên cạnh thì họ sẽ nghĩ gì? Có thái độ ra sao cũng như sẽ phải cư xử như thế nào khi có chạm trán, gặp gỡ? VV. Vấn đề đờ ược khơi dậy sau khi một viễn vọng kính vĩ đại của Hoa Kỳ được đặt ở ngọn núi Arecibo thuộc Puerto Rico, đó là một đĩa anten khổng lồ được đặt hướng về một khoảng cách với mặt quả đất 410.000 tỷ năm ánh sáng. Nơi đó là ngôi sao có số hiệu thiên văn là ZL5IA để thu tín hiệu. Ủy ban khoa học không gian Hoa Kỳ đã lưu tâm tới vấn đề này tương tự như mối quan tâm của chính phủ Nga, tuy nhiên. Nước Mỹ giàu mạnh lại quy tụ nhiều nhà khoa học không gian lỗi lạc nên đã tiến những bước khá dài trong lĩnh vực nghiên cứu, khám phá những bí ẩn trong vũ trụ. Năm 1992, nữ tiến sĩ thiên văn học Jill Tarter đã được đề cử là người cầm đầu nhóm khoa học gia vũ trụ lừng danh nước Mỹ có nhiệm vụ nghiên cứu, tìm hiểu, thu nhận những sự kiện liên quan tới nền văn minh ngoài quả đất, những sinh vật thông tuệ sống ở những thế giới khác. Đồng thời nghiên cứu thăm dò về vấn đề người hành tinh. Nữ tiến sĩ Jill Tarter khi nhận nhiệm vụ đã cho đặt ngay tại Golden Tracking gần Barstow, California, một viễn vọng kính khổng lồ thứ hai hướng vào không gian vũ trụ để hợp đồng với viễn vọng kính ở Puerto Rico thu nhận từng chi tiết những tình huống của vũ trụ lẫn các tín hiệu phát ra từ vũ trụ. Thật sự thì chủ đích của chương trình vĩ đại này không ngoài mục đích là tìm kiếm những sinh vật thông tuệ đang sống ở hành tinh nào đó bên ngoài quả đất.
NASA SETI là tên của chương trình này với sự hợp tác của hơn 100 nhà bác học lỗi lạc để thực hiện chương trình vĩ đại NASA SETI mà chi phí tài trợ trên hàng trăm triệu đô la. Ngoài ra các kỹ thuật hiện đại đã giúp thu nhận và phân tích các tín hiệu từ vũ trụ. Tưởng cũng nên biết qua là nhà thiên văn học lỗi lạc Frank Drake đã thu được nhiều tín hiệu suốt trong 32 năm với lượng thông tin thu được trong thời gian dài như vậy. Nếu so với máy móc hiện đại sử dụng trong chương trình NASA SETI hiện nay thì chỉ cần thu lại trong 3 ngày mà thôi. Lời tuyên bố bị chế nhạo. Thật ra không phải chỉ có nữ tiến sĩ Jill Tater là người nghĩ và tin rằng ngoài quả đất có những hành tinh có sự sống mà trước đó nhà bác học Frank Drake, một nhà thiên văn học lỗi lạc đã từng tuyên bố một cách nghiêm túc rằng, quả đất không phải là hành tinh duy nhất trong vũ trụ có sự sống mà còn rất nhiều hành tinh khác trong vũ trụ có sự hiện hữu của những sinh vật. Theo ông thì, đã từ lâu có rất nhiều sinh vật thông tuệ trong vũ trụ đã gửi cho loài người chúng ta trên quả đất biết bao tín hiệu, đó là những thông điệp đầy thân thiện muốn tiếp xúc làm quen với chúng ta, nhưng tiếc thay chúng ta chẳng có cách gì khả dĩ nhận ra họ. Đã đến lúc chúng ta cần hướng vào vũ trụ lắng nghe và đón nhận những tín hiệu của họ. Mặc dù Drake là một nhà thiên văn kỳ cựu nhưng ông vẫn bị nhiều nhà khoa học không riêng tại Hoa Kỳ mà còn tại các quốc gia khác chê cười chế nhạo khi nghe ông phát biểu điều đó, điều mà người không tin gọi là ngộ nghĩnh, mơ hồ, buồn cười. Tuy nhiên, nhà bác học Drake không lẻ loi, nhiều người đã đồng ý với ông, trong đó có cả nữ tiến sĩ lừng danh thiên văn học là Jill Tater và ngày càng nhiều đồng nghiệp hỗ trợ. Cuộc nghiên cứu khám phá đầy khó khăn. Ngoài một số lớn nhà khoa học chống đối chương SETI vì phản bác, không tin rằng có nền văn minh khác ngoài quả đất, chương trình SETI còn gặp phải sự giới hạn về ngân sách, đài thọ và quan trọng nhất là sự khó khăn trở ngại khi nghiên cứu. Theo các nhà khoa học không gian thì vũ trụ quá bao la sâu thẳm, quả đất chỉ như một hạt bụi trong lòng đại dương nên việc thăm dò, thu nhận tín hiệu qua khoảng không gian vô tận thật quá mong manh. Chỉ riêng trong dải ngân hà của chúng ta thôi cũng có tới 400 tỷ ngôi sao rồi, và đường kính ngân hà này so với những ngân hà khác trong vũ trụ thì quá nhỏ nhoi ấy vậy mà cũng dài tới 100.000 năm ánh sáng. Nếu tốc độ ánh sáng trong một giây đi được 200.000 cây số thì một năm sẽ đi được 6.000 tỷ dặm. Thì thử hỏi làm sao ta có thể nghe, thấy, biết, thu nhận được những động tĩnh, âm thanh, tín hiệu hay bức xạ phát ra từ những nơi xa xôi diệu vời ấy được. Những nhà khoa học phản bác chương trình SETI đã nêu thí dụ, nếu giả sử chúng ta phát đi thông điệp vào vũ trụ tới chòm sao Hercules từ năm 1993 thì phải mất gần 60.000 năm mới nhận được tín hiệu đáp lại nếu như có sinh vật thông tuệ nơi đó chịu đáp lời ngay. Quyết tâm thực hiện chương trình SETI. Biết sự thật khó khăn trở ngại như thế nhưng nhóm khoa học gia của chương trình SETI đã giới hạn trong giai đoạn đầu của cuộc khảo cứu, nghĩa là chỉ theo dõi, thu nhận những tín hiệu từ những chòm sao gần thái dương hệ của quả đất trước đã. Các khoa học gia trong giai đoạn đầu đã khởi sự dò tìm sự hiện hữu của sinh vật, nhất là những người thông minh ngoài quả đất trong giới hạn khoảng 1.000 sao có khoảng cách gần quả đất độ 100 năm ánh sáng thôi. Với khoảng cách này, những kỹ thuật hiện đại qua những viễn vọng kính khổng lồ ngày nay đã có thể thu được nhiều tín hiệu phát ra từ các sao vừa kể. Các báo cáo khoa học và kỹ thuật về lĩnh vực thiên văn hiện nay cho biết do sự cải tiến không ngừng nên nhiều máy thu tín hiệu có năng suất diệu kỳ là có thể thu được các tín hiệu yếu ớt đến độ chỉ dưới 1 watt mà thôi và phát ra từ một khoảng cách xa tới 6 tỷ dặm. Ngoài ra, dựa vào thời gian dài đằng đẵng mà tín hiệu phát đi theo khoảng cách xa, các nhà thiên văn đã hy vọng là ngày nay con người trên quả đất sẽ có cơ may nhận được nhiều tín hiệu. Thông tin trong vũ trụ, những tín hiệu mà có thể đã phát đi từ hàng tỷ năm trước thì nay mới đến. Nữ tiến sĩ Jill Tater cho biết như sau, nếu ta tin có những nền văn minh ngoài quả đất chúng ta đang sống thì chắc chắn họ đã tìm hiểu những nền văn minh ngoài nơi họ ở, chúng ta có lẽ cũng đã được họ nhắm tới hay nghĩ tới và cũng đã gửi tín hiệu cho chúng ta từ thuở xa xưa. Có thể trước khi loài người xuất hiện. Và từ đó tới nay cũng đã đủ lâu để con người có thể nhận được những tín hiệu thăm dò ấy trong những thời gian gần đây. Người quả đất gửi tín hiệu vào không gian. Đồng thời với việc thu nhận tín hiệu từ không gian, các nhà khoa học thiên văn đã gửi vào vũ trụ những tín hiệu của quả đất bao gồm cả những hình ảnh chứng tỏ rằng, chúng tôi đang hiện hữu nơi hành tinh này và trông chờ tín hiệu thông tin từ quý bạn. Những tín hiệu ấy gồm đủ loại và dưới nhiều hình thức tín hiệu được chuyển vào không gian thường liên tục hay cách quảng, các nhà thiên văn học hy vọng rằng đến đời con cháu chắc chiêu chúng ta thì có lẽ chúng sẽ nhận được những tín hiệu trả lời. Vấn đề thời gian và khoảng cách trong vũ trụ không gian.
Tuy nhiên cũng có thể do kỹ thuật loan truyền tín hiệu cực kỳ nhanh nhờ các máy móc tân kỳ hiện đại, các tín hiệu từ quả đất chuyển vào vũ trụ sẽ sâu hơn, xa hơn và nhanh hơn nên nếu có nền văn minh ngoài quả đất thì chắc chắn họ sẽ nhận, bắt được những tín hiệu của loài người trên quả đất nhanh hơn, sớm hơn. Khi nói đến vấn đề thời gian và khoảng cách trong vũ trụ, một số nhà thiên văn lại cho rằng, khoảng cách mà chúng ta thường tính toán suy nghĩ thật ra chỉ dựa vào những vận tốc mà loài người biết một cách giới hạn trên quả đất mà con người sinh sống thôi. Biết đâu còn có loại vận tốc siêu đẳng khác mà cho tới nay con người vẫn chưa biết rõ. Vì thế trong tương lai, chắc chắn con người sẽ khám phá ra loại vận tốc đó, trong khi ấy thì tại những thế giới khác, những nền văn minh khác chắc chắn sẽ có những tốc độ khác xa quả đất và nếu họ biết tốc độ mà loài người thường nhắc hay biết tới thì có lẽ họ sẽ kinh ngạc mà cho rằng tại sao nơi xa xôi ấy, nền văn minh của loài người trên quả đất lại quá chậm chạp như thế. Các nhà khoa học đã truyền vào vũ trụ những tín hiệu ra sao? Thật ra thì từ lâu, những khoa học gia thuộc Trung tâm Khảo cứu Vũ trụ của Hoa Kỳ đã thực hiện một sự kiện lịch sử là gửi vào không gian một thông điệp thân thiện để giới thiệu với những ai thuộc nền văn minh ngoài quả đất hay sinh vật thông tuệ nơi thế giới khác biết loài người đã và đang hiện hữu trên quả đất. Cơ quan không gian Hoa Kỳ đã gửi các thông điệp đơn giản dễ hiểu vào vũ trụ, đó là những tấm nhôm, trên đó vẽ những hình ảnh liên quan tới con người, nam và nữ, và vị trí mà quả đất đang định vị. Đến năm 1974, một loại thông điệp khác lại được truyền vào không gian nhắm vào chòm sao Hercules. Chòm sao này cách xa quả đất tới 24.000 năm ánh sáng. Nơi đây nhiều nhà thiên văn hy vọng có những nền văn minh siêu việt. Lần này thông điệp được máy computer thực hiện và gửi vào vũ trụ qua viễn vọng vô tuyến khổng lồ Arecibo. Bức thông điệp là những hình kỳ hà như mẫu thêu, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên đó là biểu hiện của sơ đồ hình xoắn của chuỗi xoắn kép DNA, phương trình hóa học của DNA, các tín hiệu theo mã số nhị phân. Ngoài ra còn có hình ảnh biểu tượng một người đang đứng, hình ảnh của Thái Dương hệ gồm mặt trời và 9 hành tinh cùng với hình ảnh của một viễn vọng kính khổng lồ. Sở dĩ lần gửi này, hình ảnh trong bảng thông điệp lại khác trước là do các nhà khoa học cho rằng, một khi những người thông tuệ trong vũ trụ nhận được thông điệp này họ sẽ hiểu rõ ràng hơn về trình độ kiến thức của con người đã gửi thông điệp cho họ. Tại sao chúng ta cần phải tìm kiếm những nền văn minh ngoài quả đất? Nhiều người khi nghe qua hay theo dõi những chương trình nghiên cứu thăm dò tìm kiếm những sinh vật thông tuệ ngoài quả đất hay những nền văn minh trong vũ trụ thì lại chê cười và cho là điều vô bổ, sai lầm. Lý do là vì theo họ, việc tìm kiếm ấy chẳng khác nào mò kim đáy biển. Hơn nữa, ngay trên quả đất này việc nghiên cứu tìm hiểu con người không thôi cũng chưa đi tới đâu nhưng lại đi tìm cái không tưởng xa vời. Tuy nhiên đối với các nhà thiên văn vũ trụ thì đầu óc họ rộng mở như không gian bao la, khi quan sát cái mênh mông sâu thẳm diệu kỳ của không gian hầu như không biên giới ấy, họ không khỏi thắc mắc rằng phải chăng trong cái vũ trụ lớn lao vĩ đại ấy, chắc chắn quả đất không thể là hành tinh duy nhất có sinh vật sống. Từ đó còn phát sinh ra bao vấn đề quan trọng thiết thân khác cho loài người. Thứ nhất là, lịch sử của một số quốc gia xưa kia vì bảo thủ hay lý do nào khác đã không cởi mở, không chịu giao tiếp với các nước ngoài nên đã không tiến bộ, không thể phát triển nhanh. Việt Nam, Trung Quốc là những thí dụ điển hình vì vấn đề bế quan tỏa cảng khiến đất nước chậm tiến trong một thời gian dài. Đó là xét vấn đề ngay trên quả đất, từ đó nếu xét rộng ra thì quả đất nằm trong vũ trụ, mà vũ trụ thì chứa đựng biết bao tỷ tỷ sao và hành tinh đó là những láng giềng gần xa của quả đất, vậy người sống trên quả đất cần phải biết rõ võ trụ và nhất là cần tìm kiếm những sinh vật thông tuệ hay những nền văn minh ngoài quả đất, đó là điều vô cùng quan trọng. Ta hãy nghe tiến sĩ vật lý không gian Carl Sagan mở đầu buổi khánh thành thiên văn đài khổng lồ ở Goldstone như sau. Loài người được xem như là phát triển vượt mức về khoa học kỹ thuật nhưng chúng ta sẽ gặp sai lầm lớn nếu không nghĩ tới vấn đề tìm kiếm những nền văn minh khác nếu có bên ngoài quả đất của chúng ta. Vì nếu khám phá được thì đây là một khám phá khoa học kỳ diệu vô giá về khoa học, bởi lẽ biết đâu nhờ đó mà ta mới vượt qua được giai đoạn ấu trĩ về khoa học kỹ thuật của loài người chúng ta mà bấy lâu ta cứ tưởng là tuyệt luân. Câu nói đó chẳng khác nào nhắc nhở quả đất đừng bế quan tỏa cảng với vũ trụ không gian bên ngoài. Thứ hai là từ lâu quả thật đã có một số quốc gia quyết tâm nghiên cứu khám phá vũ trụ và vấn đề tìm kiếm những sinh vật thông tuệ ngoài quả đất rất được chú trọng. Đối với Hoa Kỳ thì đây là vấn đề sinh tử, lý do là đất nước nào khám phá ra sự kiện có sự hiện hữu của sinh vật khác trong vũ trụ hay nền văn minh khác ngoài quả đất thì quốc gia ấy sẽ ở thế thượng phong.
Khi đó quốc gia ấy sẽ nghiên cứu tìm hiểu những khoa học kỹ thuật mới là tân kỳ của nền văn minh ấy và sẽ thành bá chủ trên quả đất, vượt xa sức tiến về khoa học kỹ thuật của các nước khác nhiều thế kỷ. Do đó mà chúng ta không lạ gì chính phủ Hoa Kỳ đã chi tiêu hàng chục tỷ đô la vào các công trình nghiên cứu và thám hiểm vũ trụ không gian và nhất là đặc trách riêng một trung tâm chuyên nghiên cứu những nền văn minh ngoài quả đất. Ai là người thực hiện đầu tiên việc gửi thông điệp vào vũ trụ? Carl Sagan là nhân vật có thể xem là có công đầu trong ý nghĩ và việc làm của chương trình thám hiểm không gian, liên lạc với những nền văn minh ngoài quả đất. Carl Sagan nguyên là phân khoa trưởng vật lý thiên văn vũ trụ tại Cornell University, một đại học lừng danh của Mỹ chuyên nghiên cứu khám phá vũ trụ không gian. Chính nơi đây đã sản sinh ra loại kính thiên văn nổi tiếng, đó là kính thiên văn Hubble. Ý nghĩ rằng ngoài quả đất có nhiều thế giới khác có sự sống mà Carl Sagan đã công bố cũng đã làm biết bao nhà khoa học phản bác chê bai. Tuy nhiên về sau chính một số nhà khoa học trong số những người phản đối Carl Sagan lại tỏ ý tán thành ý kiến có những nền văn minh ngoài quả đất. Chính cơ quan NASA, National Aeronautics and Space Administration, sau khi chế tạo được loại phi thuyền siêu tốc Pioneer 10 và 11 đã nghĩ đến vấn đề phóng một phi thuyền bay cực nhanh vào dãy ngân hà, Milky Way. Và nhân đó sẽ gửi những tín hiệu cho những nền văn minh nào đó, nếu có và hiện hữu trong dãy ngân hà xa xôi diệu vợi ấy biết rằng con người trên quả đất muốn giao tiếp thân thiện với họ. Thế là nhà thiên văn Carl Sagan bắt tay vào việc giúp NASA hoàn thành công tác có 102 đó. Chính tấm kim loại nickel có khắc hình hai người, đàn ông và đàn bà cùng quả đất và các hành tinh trong thái dương hệ của quả đất đã được Carl Sagan phát họa, đó chính là bức thông điệp của quả đất gửi đến các nền văn minh ngoài quả đất. Tấm kim loại đó được gắn vào vỏ phi thuyền Pioneer để phóng vào vũ trụ. Tưởng cũng nên biết thêm là ngoài tấm thông điệp bằng kim loại vừa nói trên, phi thuyền Pioneer còn mang theo nhiều thứ khác hầu giúp các nền văn minh khác khi nhận được thông điệp sẽ dễ dàng biết thêm trình độ của con người trên quả đất ra sao. Do đó mà phi thuyền còn mang theo máy truyền hình và máy ghi âm, phát âm đặc biệt nhất là âm thanh của lời chào của các nước trên quả đất cùng những tiếng nhạc, lời ca nổi tiếng và hình ảnh sống động về sự sinh hoạt của con người tại các thành phố trên thế giới. Cơ quan SETI Extraterrestrial Intelligence hay còn là chữ viết tắt của Search for Extraterrestrial Intelligence mà chúng ta vừa nói từ trước đã được hình thành từ những ý nghĩ và quyết định táo bạo này. Cho đến nay, cơ quan nghiên cứu tìm kiếm những nền văn minh ngoài trái đất này đã quy tụ gần nửa triệu hội viên, phần lớn là những người có kiến thức và đầu óc mở rộng. Một số lớn các quốc gia trên thế giới cũng gia nhập vào các Sagan bận rộn suốt ngày. Nhiều quốc gia đã mời ông tới diễn thuyết về vấn đề những nền văn minh ngoài quả đất. Ông luôn tin tưởng rằng bên ngoài trái đất mà loài người chúng ta đang sinh sống và phát triển còn có những thế giới khác, những nền văn minh khác nữa. Ngay tại Vatica, trước các vị Hồng Y, nhà thiên văn vật lý tài hoa cũng nhấn mạnh tới sự hiện hữu của những nền văn minh ngoài trái đất. Một số khám phá ban đầu về sự sống ngoài quả đất. Cho đến nay, phần lớn các nhà khoa học đã không còn có thái độ coi thường hay phản bác những ý tưởng về những nền văn minh khác ngoài quả đất hay có sự sống nào đó trong vũ trụ. Vấn đề càng trở thành nghiêm túc hơn khi cơ quan NASA công bố một số kết quả thử nghiệm môi trường đất đai của hỏa tinh cho thấy nơi đây đã từng có sự sống. Theo khám phá của cơ quan NASA thì họ tìm thấy trên khối thiên thạch có dấu tích những vi khuẩn có hình dáng và sinh hoạt giống như vi sinh vật ở quả đất. Khám phá lớn lao này của cơ quan không gian Hoa Kỳ đã làm thế giới ngạc nhiên, kể cả các nhà khoa học. Đó là ngày 7 tháng 8 năm 1996, Tổng thống Hoa Kỳ là Bill Clinton đã tức thời lên tiếng ca ngợi thành quả diệu kỳ mà cơ quan NASA vừa khám phá. Tuy nhiên không phải vì chút khám phá ấy mà khoa học khẳng định ngay là có sự sống ngoài quả đất, lý do là nhiều nhà khoa học khác thận trọng nêu câu hỏi, mẫu thiên thạch có vi sinh vật ấy có thể nào xuất xứ từ quả đất hay không? Mặc dù có vài lý luận tỏ ra nghi ngờ, nhưng trước đó cơ quan NASA còn khám phá ra nguồn nước trên hỏa tinh nên đó cũng là yếu tố để có thể đi đến kết luận là có sự sống trên sao hỏa trước đây. Theo báo cáo này thì vệ tinh MGS đã chụp hình và gửi về quả đất những bức ảnh chụp được ở hỏa tinh cho thấy, qua phân tích có trữ lượng nước nằm trong băng. Rồi ngày 31 tháng 7 năm 2001, lại thêm khám phá mới mẻ nữa của nhóm khoa học gia nhiều nước trên thế giới đưa ra trong cuộc hội thảo của Hiệp hội Kỹ sư Quang học Quốc tế nhóm tại San Diego, California, Hoa Kỳ,
là có bằng chứng về một nhóm vi khuẩn sống trong tầng bình lưu ở cao độ 41 cây số hoàn toàn nằm ngoài giới hạn của các dòng đối lưu từ mặt đất lên tới không trung. Các vi khuẩn trong vũ trụ được thu thập từ những mẫu khí của tầng bình lưu này. Theo giáo sư tiến sĩ David Lloyd thì ông đã cẩn thận nuôi cấy các vi sinh vật này nhưng không thành công và theo ông thì điều đó đã chứng tỏ rằng loài vi sinh vật này không phải có nguồn gốc từ quả đất mà là ở nơi nào đó ngoài quả đất. Theo tính toán của một số lớn nhà khoa học thiên văn thì mỗi ngày quả đất chúng ta đang sinh sống có khoảng 0,3 tấn vi khuẩn rơi xuống quả đất. Các nhà khoa học thuộc cơ quan NASA đã cho biết rằng, rồi qua những khám phá trong tương lai không xa sẽ chứng minh một cách đúng đắn rằng, quả đất không phải là một hành tinh đơn độc có sự sống trong không gian vũ trụ mà trái lại quả đất có rất nhiều hàng xóm láng giềng, đó là những nền văn minh khác ngoài quả đất. Những bằng chứng về sự hiện hữu của những sinh vật ngoài quả đất. Khi nhiều người và luôn cả một số lớn nhà khoa học hiện nay tin rằng có sinh vật thông tuệ hiện hữu ngoài quả đất thì điều quan trọng cần để chứng minh vấn đề đó là một số bằng chứng. Xét từ cổ đại đến nay, các tư liệu dùng làm bằng chứng cho sự hiện hữu của những sinh vật ngoài quả đất ngày càng nhiều thêm. Những hình ảnh tư liệu từ thời đại cổ xưa đã cho biết là có vô số người từng trông thấy những vật lạ, những sinh vật dị kỳ xuất hiện trong vũ trụ hay từ vũ trụ vào quả đất. Dưới đây là một số sự kiện được ghi lại từ các tư liệu văn khố trên khắp thế giới từ cổ đại tới nay. Nhiều nơi tại nhiều quốc gia thường lưu lại một số hình ảnh chạm khắc từ thời cổ xưa như trên vách núi, vách các hang động về hình ảnh của những sinh vật kỳ lạ hay những hình kỳ hà chỉ dấu mà ngày nay các nhà khoa học cho là những dấu hiệu chỉ báo cho phi thuyền của người hành tinh đáp xuống quả đất. Những hình ảnh ấy xuất hiện cách đây khoảng mấy chục nghìn năm và được trông thấy nhiều ở vùng Peru, Nam Mỹ, Trung Quốc, Úc Châu. Các vật lạ được cư dân ở nhiều quốc gia thời xưa cổ trông thấy ghi lại đều có dạng thể giống như những khối cầu, hình đĩa hay hình cái cột lửa sáng lòa. Những vật lạ này bay ngang bầu trời của các nước như Nhật Bản, Ai Cập, Ý, Pháp, Anh, Thụy Sĩ, Mễ Tây Cơ, Vịnh Ba Tư, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Phi Châu, Ba Lan, Nga. Nhiều tài liệu liên quan tới những vật lạ vừa kể đã được một học giả người La Mã thời xưa tên là Julius Obsequien ghi lại trong tập sách cổ nhan đề Prodigerium Liber. Khi khinh khí cầu và máy bay ra đời, những phi công và phi hành đoàn cũng cho biết là họ đã thấy những vật lạ xuất hiện trong bầu trời. Những vật này có khi bay rất nhanh, có khi đảo qua đảo lại như quan sát thăm dò và sau đó thì biến mất rất nhanh. Nhiều phi công lái máy bay chiến đấu có lần trông thấy vật lạ xuất hiện thật gần trong vùng anh ta đang bay, thấy vật lạ như muốn phóng tới gần mình. Viên phi công vội vã bấm nút điều khiển cho hỏa tiễn bắn vào vật lạ nhưng hỏa tiễn không hoạt động. Báo cáo này được ghi lại rõ ràng và được lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Không gian của Iran và Hoa Kỳ cũng như Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh. Các hình ảnh về các vật lạ xuất hiện trong bầu trời ban ngày cũng như ban đêm đã được vô số người trên khắp thế giới chụp được và phổ biến rộng rãi. Trong các ảnh chụp còn lưu lại hiện nay có một bức ảnh rất đặc biệt chụp được vào năm 1710, trong một buổi lễ rửa tội, bỗng xuất hiện trên bầu trời một vật thể bay hình đĩa chiếu xuống bốn tia sáng chói lòa. Bức ảnh lạ lùng này hiện nay vẫn còn lưu trữ tại Viện Bảo tàng Fitzwilliam tại Cambridge, Anh Quốc. Nhiều tài liệu cổ xưa tại các xứ thuộc vùng Nam Mỹ còn lưu lại đến ngày nay cho thấy có những công trình hay những hình vẽ chạm khắc mà người ngày nay nhìn vào thấy ngay là vào thời đại đó không có dân tộc nào có lối phục sức, có đủ khả năng chế tạo và sử dụng loại dụng cụ siêu đẳng như đã mô tả trong các tài liệu ấy cả. Như các nhà khảo cổ khám phá thấy một căn phòng bằng đá ở Peru với những cấu trúc sắp xếp hoàn toàn giống cấu trúc trong một khoang lái của phi thuyền không gian. Những người thông minh từ vũ trụ đã từng đến quả đất chúng ta. Các nhà sử học, địa chất học và khảo cổ học đã vô cùng ngạc nhiên khi khám phá thấy nền văn minh của dân tộc Sumerian cách đây trên 6.000 năm cao hơn cả nền văn minh Ai Cập vùng đất này xưa kia ở cận vùng Mesopotamia mà nay là Iraq. Người dân thời ấy có nguồn gốc phát sinh từ vùng cao nguyên của Thổ và Iran. Dân tộc này phát triển cao về bộ môn toán học. Những tài liệu và dấu tích còn lưu lại cho thấy nơi đây có vô số hình ảnh khắc chạm trên đá trình bày những biểu đồ như đường di chuyển của các phi thuyền không gian. Những hình ảnh của những người có trang phục giống phi hành gia hiện đại, những mũ đội đầu có cần anten, mũ bay bảo vệ và đặc biệt hơn nữa là còn có hình phát họa về một phần của phi thuyền đang đáp xuống vùng đất Sumerian.
Ngoài ra còn có hình ảnh những hòa tiền, những tài liệu khác còn ghi là các nhà thông thái Sumerian cho rằng thái dương hệ của quả đất chúng ta có tới 12 hành tinh và những vị thần linh đã từ nơi đó tới giúp dân tộc này. Theo các nhà khoa học thì các thần linh ấy phải chăng là các sinh vật ở hành tinh thứ 12 đã từng đi lại quả đất và giúp dân tộc Sumerian phát triển về nhiều lĩnh vực. Về trường hợp này thì có hai giả thuyết chính, một cho rằng có thể thời đó, nơi đây cư dân có trình độ phát triển để rồi sau đó bị diệt vong do một nguyên nhân nào đó như sóng thần, lũ lụt, động đất, hỏa sơn. Giả thuyết thứ hai cho rằng có thể nơi đây xưa kia có sự xuất hiện của các sinh vật thông tuệ từ vũ trụ đến quả đất để giúp đỡ con người và chế tạo, xây cất những công trình mà chỉ có trình độ kỹ thuật cao mới có khả năng thực hiện được mà thôi. Tuy nhiên có thắc mắc nêu ra về hành tinh thứ 12, nếu hành tinh này hiện hữu trong thái dương hệ thì tại sao nay không thấy? Lời giải thích của một số nhà khoa học không gian là hành tinh thứ 12 có quỹ đạo rất lớn nên phải mất một khoảng thời gian rất dài loài người mới thấy lại hành tinh này trong vùng không gian mà con người có thể quan sát được. Một lý giải khác là hành tinh này vì lý do nào đó đã bị hủy diệt nên ngày nay ta mới thấy vô số mảnh vỡ còn lưu lại ở giữa mộc tinh Jupiter và hỏa tinh Mars. Nhà nghiên cứu Jesaria Sitchin đã dày công tìm hiểu, khảo sát tất cả những gì mà các nhà khảo cổ và khoa học không gian đã thu thập được từ xứ cổ Sumerian và đã viết nên cuốn sách vô cùng hấp dẫn tựa đề The 12th Planet, nhà xuất bản Avon Books phát hành năm 1978 tại Hoa Kỳ. Trong cuốn sách nhan đề In Search of Ancient Gods do nhà nghiên cứu những sinh vật thông tuệ ngoài quả đất tên là Eric von Daniken do nhà xuất bản Bantam Book Hoa Kỳ 1975 đã đề cập rất nhiều tới những sự kiện liên quan tới những vấn đề về những nền văn minh ngoài trái đất hay hình ảnh của những người thông tuệ trong vũ trụ đã từng đến hành tinh của loài người và có lẽ những người thông minh kỳ lạ, đó có những khả năng đặc biệt mà loài người trên quả đất không thể có nên mới gọi họ là những thần linh hay đấng thượng đế toàn năng. Những hình ảnh từ thời cổ xưa tác giả sưu tập được khắp nơi trên thế giới cho thấy những hình tượng người có đôi cánh để bay hay những bộ quần áo may nối tiếp cùng với mũ trùm đầu làm ta liên tưởng tới các phi hành gia, những người du hành trong vũ trụ. Thời xa xôi cổ đại có đất nước nào đã chế tạo ra được phi thuyền, tàu vũ trụ để thám hiểm không gian? Có chăng chính là những người thông tuệ sống ngoài quả đất mới có khả năng ấy thôi? Tác giả cũng nêu câu hỏi ngay cả cho trường hợp người Ai Cập thời cổ đại thường có biểu tượng hình khối cầu với hai thanh kim loại hướng lên trời thấy trên đầu vua Ramesses đệ nhị phải chăng là biểu tượng hay dụng cụ thông tin liên lạc với những gì ngoài không gian. Trong một cái hang xưa cổ tại Brazil, các nhà thám hiểm khám phá ra những đường khắc, vẽ trên đá mô tả 9 hành tinh trong thái dương hệ vào thời đại đồ đá, như vậy ai là người đã phát họa ra hình ảnh đó? Về những hình ảnh liên quan tới mô trùm đầu của người du hành vũ trụ cũng được tìm thấy tại những vùng đất cổ xưa hàng nghìn năm tại Nhật, tại New Zealand. Riêng về những hình kỳ hà to lớn kẻ trên đất, vách núi hay giữa sa mạc từ thời đại cổ xưa phải chăng là những tín hiệu, chỉ dấu xác định mục tiêu cho tàu vũ trụ, phi thuyền của người ngoài quả đất đáp xuống quả đất. Đây cũng có thể là tín hiệu, thông điệp trao đổi của người từ quả đất hay ngoài quả đất khi họ đáp xuống quả đất với người ngoài hành tinh. Cho đến nay quả thật những thắc mắc này vẫn chưa hoàn toàn được trả lời thích đáng, nhưng dù sao những nghiên cứu khám phá trên vẫn là những yếu tố quan trọng cho vấn đề nghiên cứu tìm hiểu về những nền văn minh ngoài quả đất. Hình dưới là những bức họa cổ xưa trên vách đá là hình ảnh liên quan tới người ngoài địa cầu. Vấn đề đĩa bay và người hành tinh. Khi tìm hiểu về vấn đề những người thông tuệ hay những nền văn minh ngoài quả đất, các nhà nghiên cứu đã không loại bỏ hai vấn đề vô cùng quan trọng đó là đĩa bay và người hành tinh. Đối với các nhà khoa học và ngay cả giới thiên văn, vấn đề vẫn đang còn trong vòng bí ẩn. Riêng đối với các siêu cường như Nga, Mỹ thì phát ngôn viên của những quốc gia này lại thường úp mở, như chính phủ Hoa Kỳ thường hay yên lặng khó hiểu cũng như Nga Xô trước những thập niên 80. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 1989, hãng thông tấn xã TASS của Nga thình lình loan tin gây kinh ngạc mọi người khắp thế giới. Đĩa bay đã đổ bộ xuống vùng Varonis với người hành tinh kỳ dị có 3 mắt và trang bị loại súng đặc biệt có khả năng làm biến mất vật bị bắn trúng. Dân chúng Nga đã đua nhau sắp hàng mua báo và bàn tán xôn xao. Làm sao mà tại một quốc gia cộng sản thường giữ kín các tin tức quan trọng lại bỗng nhiên loan tin chấn động như thế được? Theo một số lớn cư dân tại đây thì hôm đĩa bay xuất hiện họ thấy chung quanh như có sự chao đảo lạ lùng.
Cư dân ở vùng ngoại ô Moscow còn quả quyết là họ đã thấy một khối lớn hình cái nắp son chớ không phải hình cái đĩa bay, ào đến vùng họ ở và từ từ hạ xuống đất. Vật lạ khổng lồ này có những chân trống được duỗi ra để cắm xuống đất. Một số người kể rằng, lúc đầu họ có cảm giác kinh ngạc lạ lùng và sợ sệt nhưng sau đó, vì sự tò mò, họ cố nén sợ hãi và nhìn xem thử vật lạ đó là gì. Một lúc sau, có ba người to lớn dị thường chui ra khỏi vật lạ. Những người này có thân hình to lớn nhưng cái đầu lại rất nhỏ, theo các nhà khoa học thì có thể người hành tinh không to lớn như đã thấy mà là do bộ quần áo dùng cho họ để vượt không gian. Đi theo sau ba người hành tinh là một người máy có cấu tạo vô cùng kỳ dị. Mỗi lần điều khiển người máy, người hành tinh chỉ cần đưa tay chạm nhẹ vào ngực của người máy. Những người hành tinh này khi xuống đất, họ chỉ đi quanh một vài vòng ở địa điểm mà họ đã đáp xuống, để một cái máy rất kỳ dị trên đất rồi lại leo vào vật lạ và tất cả bay vút lên cao. Một thoáng sau cái máy đặt trên đất ấy cũng biến luôn. Nhiều em bé đã mô tả lại khá giống nhau về những gì mà chúng đã thấy. Một phóng viên đài truyền hình Nga đã phỏng vấn các em này. Theo tin tức đài VOA của Hoa Kỳ phát thanh sáng ngày 10 tháng 10 năm 1989, thì các khoa học gia Nga đã được phái ngay đến nơi đĩa bay đã đáp xuống để nghiên cứu và tìm hiểu vấn đề. Các nhà khoa học Nga đã quan sát kỹ các dấu vết còn lại trên mặt đất ở vùng Voronezh. Họ thấy những dấu lõm, lún sâu vào mặt đất. Họ xác nhận là đã có một cuộc đáp vội của một vật nặng lên vùng đất này. Những dấu vết còn in rõ nét. Dải đất bị cày lún sâu xuống và dài đến 20 cm cùng với 4 chỗ lõm sâu có lẽ là do 4 chân trống của đĩa bay tạo nên. Gần đây các nhà khoa học còn bắt gặp hai cục đá rất lạ. Theo các nhà địa chất học thì đây là loại đá chưa bao giờ thấy có ở trên quả đất chúng ta đang sống. Những chứng tích về đĩa bay và người hành tinh xuất hiện. Từ cổ đại đến nay có rất nhiều người đã trông thấy đĩa bay và người hành tinh xuất hiện. Các tài liệu được ghi lại qua các bản khắc trên đá, trên vách núi, trên vùng đất cứng rộng lớn, hay qua các bản chỉ thảo, sách vở cổ xưa và những tài liệu thu thập nghiên cứu của các nhà khoa học hiện nay. Đĩa bay và người hành tinh đã viếng quả đất từ thời đại hoang sơ. Trong những bản thiên hùng ca của người Myers và Inker thường đề cập đến những vị thần linh hay thượng đế thường đến với họ và giúp đỡ họ. Những mô tả rất lạ lùng như, Thượng Đế đến trong vầng lửa sáng và đứng trên mặt đất bằng những chân vững chắc. Ngài truyền những lời vang dội rất xa và mắt Ngài sáng như mặt trời chiếu rọi. Theo các nhà nghiên cứu về các chứng tích của người không gian thì đó chính là hình ảnh của những chiếc phi thuyền đến từ ngoài tầng không gian. Các chân vững chắc của Ngài là những chân của phi thuyền. Tiếng nói của Ngài vang xa chính là tiếng động cơ náo động. Ngài đến trong vầng lửa sáng là phi thuyền khi di chuyển đã tống xuất ra sau lửa và khói. Còn mắt Thượng Đế sáng như mặt trời chiếu rọi là những ngọn đèn pha ở phi thuyền. Điều lý giải này thật ra chẳng có gì đáng gọi là gượng ép vì chính các nhà khảo cổ học, địa chất học, vật lý học và địa dư đã tìm thấy những vùng rộng bao la ở vùng Nam Mỹ Châu. Những vùng này tuy ở nơi được xem là hoang dã nhưng lại phẳng lì như đã được cày cho phẳng và đặc biệt lớp đất ở đây lại rất cứng chắc như đã tráng lớp xi măng dày. Các nhà địa chất đã thăm dò kỹ lớp bề mặt phẳng này và họ khẳng định rằng đây không phải là vùng đất tự nhiên mà là một công trình do bàn tay người thực hiện. Nếu xét về khả năng và vật liệu thì rõ ràng những thổ dân ở vùng này khó mà tự mình thực hiện một công trình như thế và nếu so với khả năng và kỹ thuật của con người ở thế kỷ 20 thì công trình này vẫn được xem là đã tận dụng kỹ thuật rất cao. Vậy do đâu mà ở vùng đất này lại có những mặt đất cứng, rộng lớn và bằng phẳng như thế? Ai đã kiến tạo, hay đã giúp thổ dân ở đó thực hiện? Và công trình ấy được tạo nên có mục đích gì? Phải chăng đó là công trình của những người ngoài quả đất tạo nên để làm sân đáp cho tàu vũ trụ của họ? Biết đâu ngày xưa nơi đây đã có nhiều phi thuyền, đĩa bay của người vũ trụ đáp xuống để tìm hiểu đời sống ở quả địa cầu. Trong các cổ thư của người Ai Cập cũng thường nhắc đến những vị thần linh xuất hiện mà sự mô tả thường trùng hợp với những hình ảnh được suy diễn từ những người hành tinh hay con tàu vũ trụ. Ngay trong bộ kinh thánh cũng không hiếm những lời mô tả có tính cách bóng bẩy về những người vũ trụ đến với con người ở quả đất. Con người cách đây khoảng mấy nghìn năm đã có lần trực diện với người vũ trụ và họ đã xem người vũ trụ như những vị thần linh, những thiên thần hay những vị thiên sứ. Những người vũ trụ này đã đến quả đất và đã cứu giúp loài người hơn là tàn hại hoặc có ý đồ xấu. Trong sáng thế kỷ 19:17 có đoạn như sau, và
Khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng, hãy chạy trốn để cứu lấy mạng, đừng ngó lại đằng sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng. Tại sao lại có lời dặn lạ lùng ấy của hai vị thiên sứ? Phải chăng họ là những người không gian, họ không muốn loài người tò mò muốn tìm hiểu lai lịch họ cũng như quan sát họ lúc đến và lúc đi, có thể họ dùng một phương tiện nào đó khi phát động để di chuyển sẽ gây tiếng nổ lớn và phun lửa tương tự như phi thuyền hiện nay của loài người. Trong Nê-phi chương 17 có đoạn mô tả những thiên sứ trên trời giáng hạ xuống quả đất trong một đám lửa rực rỡ. Các nhà nghiên cứu về hiện tượng UFO cho rằng đó là hình ảnh của những vật lạ từ ngoài không gian đến, có thể là những đĩa bay và các người hành tinh bước xuống. Và khi đưa mắt lên nhìn, họ chợt thấy các tầng trời mở ra và các thiên sứ từ trời hạ xuống như đang ở giữa một đám lửa. Rồi các vị này đến bao quanh các trẻ nhỏ khiến chúng như được bao vây giữa đám lửa và các thiên sứ này săn sóc chúng. Nê-phi 17:24. Đoạn này trong Nê-phi đã là một ghi chú, mô tả rất rõ ràng, đã cho thấy những chứng nhân ở thời xưa cổ đã từng trông thấy đĩa bay và người hành tinh xuất hiện. Những cuộc tiếp xúc giữa người hành tinh với người quả đất. Theo các tài liệu của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Vật lạ và Sinh vật ngoài quả đất, tiến sĩ M. Mühlheiler của Nga thì có rất nhiều trường hợp người quả đất đã tiếp xúc với người ngoài địa cầu. Tiến sĩ M. Mühlheiler đã ghi lại trường hợp của một người lái xe cỏ Moscow ngày 28 tháng 7 năm 1980 đã tiếp xúc với người ngoài quả đất. Hôm ấy, anh ta đang lái xe đến làng Polachino, trong khi anh đang băng qua một vùng đồng vắng thì bỗng nhiên máy xe không còn hoạt động được nữa. Anh đang còn loay hoay trong xe thì bỗng nhiên có nhiều con người có vẻ khác lạ về hình dáng và cử chỉ tiến lại phía anh, họ ra dấu cho anh ra khỏi xe rồi gắn vào đầu anh một vòng tròn. Cái vòng tròn hình vành khăn này nối liền với một cái hộp giống mặt bàn, trên đó có nhiều máy móc bằng một sợi dây giống như dây điện mà con người thường dùng nhưng to lớn hơn nhiều. Nhờ cái vòng gắn ở đầu mà người tài xế này đã nghe và hiểu được những gì mà những người kỳ dị kia nói cũng như hỏi anh nhiều câu hỏi về quả đất, về đời sống của con người. Giờ đây bao nhiêu điều anh hầu như quên gần hết. Theo anh thì sau khi tiếp xúc khoảng 10 phút đồng hồ, những người này đã tháo cái vòng hình vành khăn trên đầu anh ra và một người trong nhóm đã dùng đôi mắt sâu và đen láy của họ nhìn chằm chằm vào mắt anh khiến anh như mê mẩn và khi bừng mắt ra anh như vừa trải qua một giấc mơ lạ lùng. Theo tiến sĩ M. Mühlheiler thì chính người hành tinh đã dùng thuật thôi miên để khiến anh tài xế này quên đi những gì xảy ra và không thể mô tả lại cho người khác về những gì liên quan đến người ngoài quả đất. Tuy nhiên với sự khích lệ và hỗ trợ của các chuyên viên nghiên cứu ở Viện Óc Não tại Nga, anh tài xế này đã có thể tập trung tư tưởng để khả dĩ nhớ lại được một vài phần ngỏ hầu giúp các nhà nghiên cứu về vũ trụ và người hành tinh suy đoán được vài sự kiện liên quan. Khoảng 2 tháng sau, các nhà khoa học vũ trụ của Nga có được trong hồ sơ một sự kiện đáng quan tâm do người tài xế này nhớ lại như sau. Theo anh thì lúc người hành tinh gắn cái vòng hình vành khăn lên đầu anh thì người hành tinh khác đặt cái hộp giống cái bàn lên mặt đất ở gần cạnh anh. Lúc đó anh thấy trên mặt hộp này có một tấm bản đồ gồm nhiều ngôi sao xếp thành hình bán nguyệt. Theo các nhà thiên văn học thì đây là hình ảnh của chòm sao Vela, Vela the sign of the ship Argo. Như vậy những người hành tinh này sống tại một nơi nào đó thuộc chòm sao Vela. Chòm sao này ở cách địa cầu của chúng ta đến 100 năm ánh sáng. Trường hợp thứ hai do hai vợ chồng Bunny và Betty kể lại. Theo họ thì vào ngày 19/9/1961 trong chuyến du lịch từ Canada trở về họ gặp những người ngoài quả đất trận lại lúc đó khoảng 22 giờ đêm. Những người hành tinh đã phân làm hai nhóm để dẫn hai vợ chồng mỗi người đi một nơi khác nhau. Năm 1964, một số nhà khoa học vũ trụ trong đó có giáo sư S. T. Freemana, người Bỉ, bác sĩ Simon và tiến sĩ thiên văn học M. Pfizer yêu cầu hai vợ chồng này tường thuật lại mọi điều mà họ đã gặp phải lúc họ bị người hành tinh bắt giữ trong 2 tiếng đồng hồ. Ông Barney thì có vẻ đăm chiêu tư lự và luôn luôn lắc đầu bảo rằng ông chẳng còn nhớ gì hết ngoài hình ảnh ông thấy những người ngoài quả đất đến gần và dẫn ông đi. Sau đó ông như mê man và khi tỉnh lại thì thấy mình đi bên cạnh hai người hành tinh dẫn đến gần chiếc xe hơi của ông cùng lúc. Bà Betty cũng được hai người hành tinh dẫn đến bên xe hơi, họ gặp nhau có nói lời từ giã nhưng ông Barney cũng chẳng còn nhớ đến nội dung. Chỉ có bà Betty là còn nhớ được khá nhiều sự kiện xảy ra.
Bà kể với bác sĩ Simon như sau. Lúc tôi được người hành tinh dẫn đến bên chiếc xe hơi, tôi thấy chồng tôi cũng được họ đưa tới. Chồng tôi lúc đó có vẻ ngớ ngẩn như người mất hồn hoặc người đang ngái ngủ vậy. Trước đó tôi đã nói chuyện với người trưởng nhóm của con tàu vũ trụ mà người hành tinh đáp xuống nơi một bãi đất trống và bằng phẳng, rằng, tôi nghĩ là tôi khó mà quên được những gì tôi đã gặp hôm nay với quý ông người trưởng nhóm cười, đáp lời tôi bác sĩ Simon hỏi. Bà thấy con tàu vũ trụ của họ có gì lạ không? Con tàu thật lạ, tôi không thể nào mô tả được nhưng tôi thấy nó tròn hơn là có góc cạnh. Bên trong có rất nhiều máy móc. Họ có đưa bà vào trong con tàu không? Có, tôi được dẫn vào bên trong khoang tàu vũ trụ, họ xem loại vải của cái áo tôi đang mặc, họ nhìn, họ sờ mặt trong cũng như mặt ngoài của lớp vải. Họ còn dùng một vật cứng và mỏng để cạo trên da thịt tôi. Họ muốn lấy một lớp da mỏng để quan sát và làm thí nghiệm gì đó. Tôi sợ nhất là khi một người hành tinh nắm một vật giống cái ống tiêm thuốc có mũi kim rất dài, tôi còn nhớ là dài khoảng 15 cm và chuẩn bị đâm cái kim ấy vào người tôi. Tôi hoảng quá nên la lên, ồ xin ông đừng chích kim ấy vào người tôi. Tôi sợ lắm, tôi đau lắm. Người trưởng nhóm thấy tôi hoảng sợ liền đến gần xoa tay vào nhau, cử chỉ giống như con người chúng ta thường làm để tỏ sự tự nhiên, không quan trọng. Ông ta nói như trấn an tôi, không hề gì. Sau đó họ tiêm mũi kim dài ấy vào ngay lỗ rốn của tôi. Người trưởng nhóm nói cho tôi biết là việc chích kim ấy có mục đích là làm thí nghiệm xem tôi có mang thai không. Khi họ chích tôi vẫn tưởng là đau lắm nhưng thật sự chỉ có tê buốt thôi và sự kiện này và chỉ kéo dài trong chừng một vài giây đồng hồ. Sau đó họ làm gì nữa? Người trưởng nhóm đã nhìn thẳng vào mắt tôi và bảo rằng, bà nên quên hết những gì đã xảy ra cho bà và cả chúng tôi nữa vì nhớ cũng chẳng ích lợi gì. Khi đó chồng tôi được đưa tới để gặp tôi, chúng tôi được họ dẫn đến bên chiếc xe hơi. Tôi thấy chồng tôi có vẻ thần thờ, ngây dại như con trẻ. Hình như ông chẳng còn biết những gì đã xảy ra cho chính ông và chính chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng, họ có khả năng làm giảm trí nhớ bác sĩ Simon nói. Bà Betty còn mô tả bức bản đồ trong con tàu vũ trụ của người hành tinh. Về sau, nhờ phương pháp thôi miên, bà Betty đã nhớ lại chi tiết bản đồ và vẽ lại khó rõ ràng. Và qua bức vẽ, các nhà thiên văn học, trong đó có nhà thiên văn M. Fick và giáo sư St. Friedman đã cho biết đó là hình ảnh của chòm sao Reticulum. Trong cuốn Con người và trường sinh học, giáo sư Nguyễn Hoàng Phương cũng đã nhắc đến trong phần hiện tượng đĩa bay UFO và trường sinh học nhà xuất bản Đà Nẵng 1989. Một tài liệu khác cho biết ngày 7 tháng 8 năm 1965 tại Venezuela, nơi một vùng đồng quê, một bác sĩ và hai kỹ sư đã thấy một vật lạ hình đĩa đáp xuống khoảng đất trống gần đó một cách nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động nào cả. Rồi từ dưới cái đĩa khổng lồ ấy có hai người hình dáng khá lạ lùng bước ra và đi về phía họ. Điều kỳ dị là từ xa, họ vẫn nghe hai người này nói với họ những câu đầy vẻ thân thiện và trấn an họ như, các bạn hãy bình tĩnh, chúng tôi không làm gì các bạn đâu, đừng sợ hãi. Về sau, các nhà nghiên cứu về các hiện tượng siêu hình đã cho rằng sở dĩ hai kỹ sư và bác sĩ ấy đã nghe được lời nói của người hành tinh từ xa chính là do sự truyền thông tư tưởng của người hành tinh. Người hành tinh đã truyền ý nghĩ mình vào các bộ não của hai kỹ sư và bác sĩ ấy khiến họ nghe được từ trong đầu mình. Qua cuộc tiếp xúc đầy tính cách hòa bình này, các nhà nghiên cứu về vũ trụ đã ghi nhận được thêm nhiều sự kiện vô cùng quan trọng về những nền văn minh ngoài quả đất và về người hành tinh. Sau đây là một số sự kiện đáng lưu tâm. Phương tiện truyền vận của người hành tinh thường là các con tàu vũ trụ có hình dạng cái đĩa mà loài người thường gọi là đĩa bay. Nguyên liệu làm đĩa bay chuyển động chính là năng lượng trong vũ trụ như năng lượng mặt trời chẳng hạn. Thường người máy hay một số sinh vật nào đó đảm trách việc điều khiển tàu vũ trụ vượt không gian. Chuyến bay không liên tục mà phải dừng lại ở một vài nơi gọi là trạm không gian. Ý nghĩ này giống ý nghĩ của các nhà vũ trụ học trên quả đất. Trường hợp nếu có một thế giới có sinh vật nằm trong chòm sao Orion chẳng hạn thì khi người hành tinh ở đây muốn đến quả đất của loài người họ phải có trạm để dừng chân tạm trong một vùng nào đó thuộc hệ thống Thái Dương. Thái Dương hệ của chúng ta gồm mặt trời và 9 hành tinh. Trạm này đôi khi rất to lớn, từ đây sẽ có những con tàu vũ trụ nhỏ đến dừng chân rồi lại đi. Chính vì thế mà đôi khi trong Thái Dương hệ sẽ có những trạm của các hành tinh, nơi đây xuất phát những chuyến bay của phi thuyền vũ trụ đi và về.
Điều này làm phát sinh ra sự xuất hiện của nhiều vật lạ nơi bầu trời của quả đất loài người sinh sống thường gọi là hiện tượng đĩa bay xuất hiện. Sự di chuyển của các con tàu vũ trụ của những người hành tinh đến quả đất thường được thực hiện từ thuở xa xưa, lúc nền văn minh trên quả đất chưa có gì và người hành tinh đã góp phần giúp đỡ qua nhiều mặt. Phải chăng nhờ đó mà có những nền văn minh phát triển mạnh một cách lạ lùng vào thời đại xa xưa, thời văn minh Atlantic, thời văn minh Ai Cập, Myers, Inca? Từ năm 1965 đến nay, tại Nga Xô, một số họa sĩ đã chuyển đề tài vẽ tranh của họ và nhắm vào hình ảnh những người hành tinh. Tuy nhiên phần lớn các họa sĩ đều mô tả người hành tinh cũng có đầu, mặt mũi, tay chân tương tự như con người trên quả đất. Một số lớn họa sĩ cho biết là họ đã dựa vào lời mô tả của những người Đờ Á có lần thấy được người hành tinh. Tại Hoa Kỳ, từ lâu, vấn đề người hành tinh và nền văn minh ngoài quả đất đã được nhiều nhà văn và nhà khoa học nói đến nhiều. Các cường quốc và vấn đề đĩa bay cùng người hành tinh. Theo các nhà nghiên cứu về hiện tượng vật lạ ngoài quả đất thì nước Nga và các nước Đông Âu thường giữ bí mật vấn đề đĩa bay và người hành tinh rất chặt chẽ còn hơn cả chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên sau những cuộc khủng hoảng về kinh tế và nhất là về chính trị tại các nước Đông Âu thì vấn đề này hầu như được thả nổi. Tại Bulgaria sau cuộc đổi thay về chính trị, vấn đề đĩa bay được tiết lộ khá đầy đủ. Riêng tại Nam Tư nơi mà từ lâu có một vùng nguy hiểm cho bất cứ loại máy bay nào bay qua cũng giống như vùng Bermuda tam giác quỷ. Vùng này chính là vùng biển Adriatic, được xem là mồ chôn của máy bay và tàu thuyền. Trước đây báo chí thế giới chỉ loan truyền những tin tức chấn động xảy ra về những tai nạn của máy bay và tàu thuyền tại Bermuda mà không hề nhắc đến những tai nạn tương tự đã xảy ra tại vùng biển Adriatic. Về các hồ sơ thuộc hiện tượng UFO tại Nam Tư thì theo công bố mới đây có gần 20.000 trường hợp đã xảy ra tại vùng trời đất nước này. Nga Xô là nước giữ bí mật nhất về vấn đề UFO. Hiện nay, tính đến năm 1993, quả thật Nga cũng như Mỹ, chính quyền không muốn chính thức công bố tất cả những sự thật của vấn đề mặc dù hai quốc gia này càng ngày càng phát triển các chương trình nghiên cứu không gian trong đó còn chú trọng nhiều về việc thăm dò và tìm kiếm những người thông minh trong vũ trụ. Họ quy tụ vô số nhà khoa học chi phí rất lớn cho chương trình này, nhưng đồng thời càng giữ bí mật đến độ tuyệt đối cốt lõi của vấn đề. Trong khi đó trên thế giới thường nghe những khai báo tường trình của rất nhiều nhân chứng. Những người đã trông thấy tận mắt và đôi khi còn tiếp xúc với những vật lạ đến từ không gian cùng với khoảng 200.000 hiện tượng liên quan đến sự xuất hiện của vật lạ từ không gian vào quả đất hay trên bầu trời cũng như những sự kiện liên hệ đến người ngoài quả đất. Có khoảng 2.000 vụ người quả đất chứng kiến tận mắt người vũ trụ và 900 vụ người quả đất tiếp xúc với người hành tinh. Điều kỳ lạ là không riêng một đất nước nào, có nghĩa là hầu như mọi quốc gia đều đã không ít thì nhiều có sự xuất hiện của hiện tượng UFO, vật lạ không thể giải thích trong bầu trời của quốc gia đó. Theo các nhà vũ trụ thì lý do đáng nêu lên có thể là những người thông tuệ trong vũ trụ muốn quan sát, nghiên cứu tìm hiểu các sinh vật trên quả đất về cách sinh sống cũng như nền văn minh. Có thể họ đã hiểu được phần nào sự phát triển mạnh mẽ về khoa học kỹ thuật của con người nhất là ở Hoa Kỳ. Âu Châu và Nga Xô vì thế không lạ gì tại những vùng trời này thường có nhiều vật lạ ngoài quả đất xuất hiện và học giả Brett Steiger đã đưa ra những điểm trên bản đồ thế giới có sự xuất hiện của hiện tượng UFO. Nếu mô tả lại tất cả những gì mà các nhân chứng đã thấy về các vật lạ ngoài quả đất xuất hiện thì phải tóm tắt trong một cuốn sách cỡ 13x19 và gồm khoảng 1.000 trang. Điều đáng để ý là mặc dù các vật lạ phần lớn có người điều khiển đến quả đất từ những hành tinh nào đó chứng tỏ họ có nền văn minh cao, là những người thông tuệ, nhưng vẫn có rất nhiều vụ sai hỏng máy móc nơi các con tàu vũ trụ của họ hoặc nhiều khi con tàu của họ gặp tai nạn, đâm sầm vào núi đá, trên mặt đất hay xuống nước. Không thể bảo rằng sự hỏng máy hay tai nạn về tàu vũ trụ của người hành tinh là do người quả đất gây nên. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều sự kiện được biết là đôi khi người hành tinh bị người quả đất bắt hoặc bắn chết. Ngược lại, các phi hành gia không gian đôi khi lại kể những sự kiện xảy ra ngoài ý muốn của họ tựa hồ như có một năng lực nào đó trong vũ trụ chống cản lại họ. Nhiều nhà vũ trụ làm việc ở ngoài phi thuyền và họ đã tiết lộ rằng họ thấy những vật lạ như đang theo dõi họ. Lúc quay phim ở mặt trăng, nhà du hành vũ trụ Mỹ đã báo cáo là có thấy một đĩa bay đang thăm dò. Một sự kiện mà từ lâu không gian Hoa Kỳ có ý che đậy sự thật là sau đó phi hành gia này đã bị khủng hoảng tinh thần và dần dần như mất trí nhớ. Giả thuyết thứ nhất cho rằng có thể đĩa bay hay những vật lạ nào đó xuất hiện trong không gian,
và đôi khi lại gặp tai nạn nổ tung hay đâm xuống đất, đều là những loại vũ khí, phi thuyền đặc biệt do chính cơ quan không gian Hoa Kỳ hay một siêu cường nào đó phát minh và đang trong vòng thí nghiệm. Giả thuyết thứ hai cho rằng không thể nào trong vũ trụ bao la với cả tỷ tỷ vì sao lại chỉ có độc nhất một quả đất có người ở. Vì thế chắc chắn phải có những thế giới khác có sự sống và dĩ nhiên con người cũng không phải là loài sinh nhật duy nhất có trí thông minh và đời sống cao nhất trong vũ trụ. Do đó chắc chắn có những nền văn minh cao hơn và ở những nơi đó sẽ có những con người thông tuệ. Đã là những con người thông tuệ thì tự nhiên họ có xu hướng tìm kiếm những sự việc, hiện tượng ở những nơi khác trong vũ trụ cũng như họ sẽ có ý hướng muốn giới thiệu mình với các sinh vật khác trong vũ trụ. Đối với người thông minh ở các hành tinh khác họ luôn luôn nghĩ rằng họ không phải là duy nhất trong cái vô cùng của vũ trụ, do đó loài người sẽ không lạ gì khi thấy có sự xuất hiện của đĩa bay và người hành tinh đến quả đất. Tuy nhiên mặc dù họ là người thông tuệ nhưng biết đâu họ không phải là những người có ý định tốt trong vấn đề tìm hiểu, giao lưu với những thế giới khác. Vì thế có thể sau một thời gian thăm dò, tìm hiểu, thấy có lợi, họ sẽ tấn công chúng ta và chắc chắn họ sẽ có nhiều ưu điểm và nhất là về sức mạnh của trí tuệ. Vì nếu không họ đã không đủ khả năng để vượt từ những cõi xa xăm trong vũ trụ để đến được quả đất. Do đó, vấn đề công bố mọi sự kiện về đĩa bay và người hành tinh là điều mà chính phủ Hoa Kỳ không thể hoặc chưa có thể thực hiện vì dễ gây hoang mang, lo sợ, xáo trộn trong dân chúng. Các nhà tâm lý học nghiên cứu về phản ứng thuộc tâm thần của các dân tộc trên thế giới đã cho biết rằng người Á Châu và những người ở các ốc đảo chịu đựng giỏi, kiên trì nhẫn nại và bình tĩnh, trái lại người Âu Mỹ, thường dễ hốt hoảng, khó chịu đựng, nóng nảy, hấp tấp. Vì thế trong tình thế hiện nay việc công bố sự kiện đĩa bay và người hành tinh sẽ có hại hơn là có lợi. Giả thuyết thứ ba cho rằng, từ lâu phần lớn người dân Âu Mỹ thường tin tưởng trong vũ trụ chỉ có loài người là loài sinh vật thông minh nhất hiện diện. Con người do Thượng Đế sinh ra và quả đất này cũng là cõi giới duy nhất trong vũ trụ có sự sống ngoại trừ cõi thiên đàng và địa ngục. Với sự tin tưởng như thế, nếu giả sử rằng đĩa bay và người hành tinh ngoài thế giới chúng ta được công bố thì sẽ gây hoang mang, xáo trộn biết bao về những tin tưởng từ trước của phần lớn người Âu Mỹ. Còn nếu xét về nền tảng sức mạnh cổ truyền của trái đất thì việc công bố, chứng nhận chắc chắn có những sinh vật từ những hành tinh khác có trí tuệ có nền văn minh phát triển cao thì một khi người bình thường biết được điều này, họ sẽ nghĩ sao về những gì họ đã biết từ trước. Khi đó những nền tảng sức mạnh về cổ truyền, cuộc sống trên trái đất sẽ đổi thay và suy giảm mạnh mẽ. Đó là chưa kể các hệ thống chính trị, pháp lý, tôn giáo, kinh tế, xã hội sẽ xáo trộn trong tâm trí của loài người vì thế sự công bố. Xác nhận nếu có rằng đĩa bay và người hành tinh là có thật thì đó là một điều vô cùng quan trọng đáng cân nhắc. Một số lớn nhà bác học Anh cho rằng có thể có nguy hiểm nếu chúng ta hấp tấp trả lời họ. Trái lại viện sĩ G. Noan thuộc Viện Hàn Lâm Estonia lại cho rằng, chúng ta cần phải tiếp xúc với họ vì quả thật nếu họ phát tín hiệu tới chúng ta thì chứng tỏ họ có nền văn minh phát triển hơn chúng ta nhiều, không sớm thì muộn họ cũng sẽ phát hiện ra chúng ta mà thôi. Theo các nhà nghiên cứu không gian thì dù cho các chính phủ của bất kỳ quốc gia nào cố tình che giấu không công bố sự thật về vấn đề đĩa bay và người hành tinh thì chung cuộc sự thật vẫn là sự thật. Hiện nay, các nhà khoa học đã cùng nhau hội ý và đã thỏa thuận soạn thảo một bản tuyên ngôn về các nguyên tắc có liên quan đến sự liên lạc tiếp xúc với nền văn minh ngoài quả đất. Một khi đã chắc chắn có sự hiện diện của những người thông tuệ, thì vấn đề sẽ công bố cho cộng đồng khoa học thế giới, cho Liên Hiệp Quốc rõ. Khi đó có lẽ Liên Hiệp Quốc được xem như đại diện của toàn thể nhân loại trên quả đất này đứng ra đón chào hay cử người đại diện để tiếp xúc những quý khách từ không gian tới. Theo các tư liệu có được thì trên khắp thế giới đã có những người hành tinh. Sự kiện này không phải chỉ mới xuất hiện mới đây mà đã từ lâu. Như vào năm 1947, tại New Mexico nhiều người đã trông thấy một đĩa bay từ trong không gian đâm sầm xuống đất. Các mảnh vỡ của đĩa bay và có thể cả xác người hành tinh đã được đưa về Trung tâm Không gian Hoa Kỳ nghiên cứu. Theo tài liệu của Brett Steiger và Sherry Hansen Steiger thì có 4 xác người hành tinh chết trong đĩa bay đó. Mặc dù cuộc họp báo được mở ra nhưng những lời tuyên bố của những nhân vật có thẩm quyền chỉ loanh quanh trong vấn đề là xác nhận có vật lạ hình đĩa từ không gian rơi xuống quả đất mà thôi. Tuy nhiên những tay săn tin tài ba trong giới báo chí Hoa Kỳ vẫn tìm cách thăm dò những tin tức ở hậu trường và họ được biết, sau khi sự kiện đĩa bay xuất hiện, đã có những phiên họp của các ngành liên hệ tới tình báo, quân sự và an ninh Hoa Kỳ.
Cuộc họp trước hoàn toàn giữ bí mật, và sự đính chính của tướng Roger Roy là một quyết định sau buổi họp ấy. Mặc dầu bên ngoài, cơ quan đặc trách về không gian của Hoa Kỳ bác bỏ vật thể đó chỉ là khinh khí cầu, nhưng những ban nghiên cứu vật lạ vẫn thành lập để điều tra cặn kẽ, và suốt trong mấy mươi năm qua, cuộc điều tra vẫn còn tiếp diễn, vì từ đó 1947 đến nay 1993 rất nhiều hiện tượng tương tự đã xảy ra. Đặc biệt sau sự kiện đĩa bay xuất hiện ở New Mexico vào năm 1947, thì 3 năm sau lại có một sự kiện khác, đó là vào năm 1950, một đĩa bay xuất hiện trong bầu trời trong khi hai phi công Hoa Kỳ đang lái máy bay trên vùng trời của tiểu bang Texas. Khi hai phi công này thấy đĩa bay xuất hiện, họ liền có ý định đuổi theo, nhưng khi họ vừa tăng tốc độ phi cơ thì đĩa bay đã quay ngoặc lại một góc 90 độ và rơi xuống đất. Về sau vấn đề được biết chi tiết hơn, đó là sau khi đĩa bay rơi xuống đất, vì vật lạ có vẻ dị kỳ, bốc khói nên không ai dám lại gần. Sau đó một xe quân đội chờ lính cùng với một sĩ quan đến nơi đĩa bay bị lâm nạn, và tất cả những mảnh vụn của đĩa bay cũng như những gì ở bên trong đĩa bay đều được bí mật đưa về trung tâm nghiên cứu, nhưng không loan báo một tin tức gì về sự kiện đã xảy ra. Câu hỏi được đặt ra là tại sao chính phủ Hoa Kỳ lại không muốn tiết lộ vấn đề đĩa bay và người hành tinh một cách trung thực? Ngay ở Nga Xô cũng vậy, chỉ mới những năm 1989 trở đi, báo chí Nga đã đăng những tin tức về đĩa bay và người hành tinh, nhưng phát ngôn viên của chính phủ Hoa Kỳ thì hầu như cố tâm trận đứng sự phổ biến sự thật về vấn đề đĩa bay và người hành tinh. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để giải thích vì sao chính phủ Hoa Kỳ lại không muốn công bố sự thật về những gì thuộc hiện tượng đĩa bay và người ngoài quả đất. Về mô tả thì đủ loại, người hành tinh khi thì được thấy rất to lớn, có lẽ do bộ áo quần bảo vệ khi di chuyển trong không gian, nhưng cũng có khi lại bé nhỏ, đôi khi không có đầu và chân tay như con người. Nếu có thì tay dài quá đầu gối, thân mình cao màu trắng hay vàng, cơ thể cao 4 thước hơn. Nếu có đầu thì đầu rất lớn, có 3 mắt. Về hình dạng và kích thước thì đĩa bay có rất nhiều dạng. Các tài liệu thu thập được tại các nước Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, tổng hợp lại cho thấy có khoảng 40 dạng chính khác nhau, trong đó được phân loại thành 11 dạng tổng quát, và phần lớn có hình thể tròn như hình đĩa hơn là các hình elip trái xoan, hình dài, nhọn hay tam giác. Về vật chất cấu tạo nên các vật lạ, nhất là đĩa bay thường là những vật rất cứng, mặc dầu nhìn qua và sờ lên giống như giấy bìa cứng. Những mảnh vụn từ những tai nạn của đĩa bay cho thấy điều đó. Các nhà khoa học đã nghiên cứu các mảnh vỡ của một đĩa bay bị tai nạn ở một vùng thuộc phía Bắc Brazil vào năm 1957. Họ thấy đĩa bay cấu tạo phần lớn bởi những chất đặc biệt không thấy ở quả đất, chỉ có hai chất có ở mặt đất là strontium và magnesium. Sự rắn chắc của đĩa bay được ghi lại trong một báo cáo tại Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Nga như sau. Ngoặc kép chấm. Một vật lạ có hình dạng hình đĩa đã từ trên trời đâm sầm xuống hồ Grand Jali đang đóng băng và nằm im lìm tại đó ở độ sâu 2 thước rưỡi hơn. Sau 2 ngày bỗng nhiên vật lạ chuyển động và bay vụt lên cao để tiến sâu vào vũ trụ. Theo tài liệu của giáo sư Nguyễn Hoàng Trương trình bày về vấn đề trường sinh học thì đĩa bay có khả năng triệt tiêu được trường điện từ và trường hấp dẫn nhờ một yếu tố nào đó khác với vật lý địa cầu, vì thế khi bay, đĩa bay không cần theo đúng quy luật của sự bay mà các phi công lái máy bay ở quả đất thường tuyệt đối tuân theo, đĩa bay có thể để rơi như một ngọn lá và có thể quay một góc 90 độ lúc đang bay với tốc độ nhanh nhất. Đĩa bay có một trường sinh học riêng phát ra từ người hành tinh có thể làm nhiễu loạn sự vận hành của cơ thể con người trên đất khi đến gần. Khi đĩa bay đến gần các máy móc đang hoạt động trên quả đất thì các máy móc này đều ngưng hoạt động, kể cả xe hơi và các đèn điện, bình ắc quy VV. Một số tài liệu mật trong hồ sơ lưu trữ của Viện Nghiên cứu Đĩa bay và Người hành tinh của Nga không hiểu do đâu đã lọt được ra ngoài và đã được báo UFO Universe của Mỹ đăng tải vào tháng 6 năm 1993 với đầy đủ chi tiết và cả hình ảnh. Theo tài liệu này thì chính cơ quan UFO của Nga đã cho công bố hình ảnh của một nạn nhân chết trong con tàu vũ trụ. Nạn nhân ấy là một người ngoài quả đất. Theo tài liệu không gian mà giáo sư Nguyễn Hoàng Phương thu nhập được thì có thể người hành tinh biết người quả đất muốn tìm hiểu nghiên cứu thăm dò và tận dụng mặt trăng nên họ có ý định ngăn chặn hay phá hoại cuộc thử nghiệm. Báo Sự thật của Nga đã phỏng vấn một nhân vật có vai vế tại trung tâm không gian Nga là A. Nikolaev về sự kiện nhà du hành vũ trụ Gagarin mất tích trong không gian, một sự kiện mà chính quyền Nga từ lâu cố ý ém nhẹm. Do đó khi trả lời cuộc phỏng vấn cho báo Sự thật,
Anikolaev đã phát biểu như sau. Đây là một vấn đề có tính cách bí mật quân sự. Sự kiện cho đến nay vẫn còn nằm trong vấn đề điều tra về nguyên nhân nào phi hành gia Gagarin mất tích cũng như trước đó cũng đã xảy ra cho một số phi công. Nhưng rồi tại một tỉnh của nước Bulgaria, dân chúng ở đây bắt đầu bàn tán xôn xao khi nhà nữ tiên tri nổi danh của nước xã hội chủ nghĩa này là bà Vanga tự nhiên phát biểu điều mà bà bảo rằng, tôi đã nhìn được qua không gian và đã biết rằng nhà phi hành vũ trụ Gagarin đã bị bắt từ trong bầu khí quyển bởi một thế lực ngoài hành tinh chúng ta. Bà Vanga là một nhà tiên tri nổi tiếng của Bulgaria. Khi tuyên bố câu này bà đã làm các nhà lãnh đạo Bulgaria cảm thấy áy náy vì sợ động tới bí mật của Nga. Cho đến nay, thật sự số phận của Gagarin ra sao vẫn là điều còn trong vòng bí mật. Tuy nhiên dân chúng Nga và các nước Đông Âu phần lớn đều tin rằng có thể Gagarin đã bị người ngoài địa cầu bắt giữ. Hay nói cách khác là ông chưa chết và đang sống ở một hành tinh khác hoặc giả ông bị bắt và được mang về hành tinh khác để những nhà thông thái ở đó nghiên cứu, tìm hiểu hoặc có thể ông đã chết vì không thích hợp với môi trường tại đó. Họ có gương mặt rất giống người với đầy đủ tai mắt mũi miệng. Đặc biệt hai mắt rất dài, khi chết mắt cũng nhắm nghiền như người trên quả đất vậy. Về cơ thể có người rất cao lớn, vì mang găng tay và mặc bộ áo quần vũ trụ nên khó quan sát được bàn tay, cổ, bụng, chân. Cũng có một số người hành tinh có thân hình thấp lùn đôi khi lạ kỳ vì đầu lớn, tóc chỉ vài sợi hay nhẵn tín, mắt to, sâu và xếch. Mũi không có sống mũi, miệng ít khi mở ra, da mặt màu vàng đất hay xanh lơ. Người hành tinh cũng có nam, nữ, và nữ cũng có bộ ngực nở hơn nam giới. Một bức hình được công bố trong tài liệu The Ultimate Deception by Commander X4 Retired Military Intelligence Operative và được báo UFO Universe 1993 đăng lại cho thấy một cơ thể kỳ dị bị thiêu cháy đến xám đen nhưng không bị bùn nát mà còn giữ nguyên hình dạng. Đó là dạng thể của một người có đầu rất lớn, có tay. Vào năm 1947, một sự kiện tương tự đã gây xôn xao thế giới và ngay tại nước Mỹ là các nhân chứng đã trông thấy tận mắt một đĩa bay bị nổ tung trên bầu trời New Mexico vào đêm ngày 2 tháng 7 năm 1947 và những chứng tích rõ ràng về đĩa bay cùng người hành tinh. Hai nhân chứng được chú ý nhất là Jack Bliss và William Mer đã kể lại từng chi tiết vụ nổ và những gì họ đã thấy sau đó. Trường hợp những con tàu vũ trụ của người ngoài quả đất mỗi khi bị tai nạn thường chỉ để lại dấu vết chỗ bị vỡ nát và những mảnh vụn của phi thuyền, tuy nhiên hiếm thấy thân xác hay những mảnh của quần áo hoặc một vài phần của cơ thể người hành tinh. Mặc dù vậy đôi khi cũng có những trường hợp người hành tinh bị chết và đã để lại thân xác không mang đi được. Câu hỏi được đặt ra là phải chăng đã có những con tàu vũ trụ từ không gian đến quả đất không có người điều khiển và có những tàu vũ trụ có người điều khiển? Cũng cần biết qua rằng trước đây tại Hoa Kỳ có một trung tâm đặc biệt chuyên thu thập, tin tức về đĩa bay và người hành tinh, phân tích so sánh các sự kiện để mong với tính cách độc lập, vô tư họ có thể có được những sự thật rõ ràng về vấn đề và cũng từ đó họ sẽ yêu cầu chính phủ công bố rõ ràng cho dân chúng và thế giới biết về những gì mà chính họ đã có được. Cơ quan này được gọi tắt là CAUS, Citizen Again UFO Secrecy, trụ sở đặt tại Washington DC. Về phía chính phủ Hoa Kỳ, có hai việc phải làm, một mặt phát triển cơ quan đặc biệt về UFO chuyên thu thập, thăm dò nghiên cứu các bằng chứng và hiện tượng về đĩa bay và người ngoài quả đất, một mặt càng giữ kín vấn đề càng nhiều càng tốt. Theo một số phóng viên săn tin kỳ cựu của Hoa Kỳ thì càng ngày hình như chính phủ càng giữ bí mật nhiều hơn về vấn đề đĩa bay và người vũ trụ. Nhất là sau những phát giác đáng lưu ý về sự theo dõi của những vật lạ khi phi thuyền Apollo của Hoa Kỳ thực hiện các chuyến du hành. Thám hiểm mặt trăng và không gian. Từ đó danh từ Thánh Nikolai được chỉ thị cho các phi hành gia cũng như các phi công dùng để ám chỉ đĩa bay hay vật lạ xuất hiện. Theo đó thì mỗi khi thấy những vật lạ xuất hiện, họ chỉ có thể đưa tin rằng hiện đang có Thánh Nikolai xuất hiện bên trái tôi. Quan niệm của các tôn giáo về vấn đề có thế giới khác không? Quan niệm của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành Giáo. Theo Thiên Chúa Giáo thì Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Ngài đã tạo dựng nên trời đất, con người và cả muôn loài trên quả đất, điều này được mô tả trong sách Sáng Thế Kỷ. Tuy nhiên chỉ thấy nói tới sự tạo dựng sự sống trên quả đất mà thôi chứ không thấy nói tới các thế giới khác ngoài quả đất. Tuy nhiên ở đây cũng có đề cập tới cõi thiên đàng và chốn địa ngục. Tin Lành Giáo cũng cho rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra vũ trụ, thế gian, muôn vật muôn loài.
Về cõi thiên đàng thì đây là nước của Đức Chúa Trời. Đây là nơi lý tưởng dành cho những người có thiện tâm. Còn cõi địa ngục thì theo Kinh Thánh, đây là nơi chẳng có việc để làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức hay sự khôn ngoan. Truyền đạo 9 giờ 10 chữ hỏa ngục hay hồ lửa thường gặp trong Kinh Thánh là nơi luyện ngục dành riêng cho kẻ hung ác gian tham. Quan niệm của Hồi giáo về vũ trụ. Theo kinh sách Hồi giáo thì vũ trụ có 7 tầng trời và 7 tầng đất do Đấng Allah tạo nên. Trên 7 tầng trời là một vùng ánh sáng diệu kỳ, tiếp đến là những tầng khí nhẹ và trên đó là thiên đàng. Đối với quả đất thì dưới đất là 6 tầng địa ngục. Quan niệm vũ trụ của Phật giáo. Theo các tư liệu từ các kinh điển Phật giáo thì vũ trụ là một đại thế giới bất sanh bất diệt, trong cái thế giới vĩ đại vô cùng ấy lại có vô số thế giới khác nữa, tất cả đều chuyển biến theo luật vô thường. Vũ trụ có khoảng 3.000 tỷ thiên hà, mỗi thiên hà lại có hàng trăm tỷ ngân hà và trong ngân hà có hàng trăm tỷ sao. Quả đất chỉ là một điểm vô cùng nhỏ nằm trong hệ thống Thái Dương. Trong khi các nhà thiên văn và khoa học cho rằng vũ trụ có độ hơn 200 tỷ thiên hà và nghĩ rằng chỉ có một vũ trụ vì nó quá rộng lớn thì Phật giáo lại cho biết không phải chỉ có một vũ trụ duy nhất như ta tưởng mà còn có những vũ trụ khác nữa và tất cả đều không có điểm khởi đầu cũng như không có điểm tận cùng. Năm 1967, nhà vật lý học nổi danh A. Sakharov đã cho biết rằng, không gian sâu thẳm có hai vũ trụ hay hơn và theo tôi thì trong đó có hai vũ trụ với thành phần khác biệt, đối lập nhau. Đó là sự vô thủy vô chung mọi vật chất, vật thể hiện diện trong vũ trụ đều được hình thành, phát triển, hao mòn, hư hại rồi tan rã mất đi theo luật thành, trụ, hoại, không, sự hủy hoại tan rã để rồi đưa đến một sự kết hợp khác, cứ thế tiếp diễn mãi. Ngay cả Thái Dương hệ của chúng ta và cả quả đất cũng đều theo quy luật đó. Cái định luật vô thường đã chi phối một cách vô tư và tự nhiên lên mọi vật chất từ nhỏ như một nguyên tử cho đến một khối vật thể khổng lồ như thiên hà. Tác giả Phụng Sơn khi trình bày về vấn đề này trong cuốn Đạo Phật qua nhận thức khoa học đã nêu lên một nhận định của nhà bác học nổi danh Stephen W. Hawking cuối thế kỷ 20 này như sau. Tình trạng biên cương của vũ trụ là không có biên giới. Vũ trụ hoàn toàn tự nó đầy đủ và không có cái gì ở ngoài vũ trụ ảnh hưởng đến nó. Vũ trụ không do ai tạo ra và hủy diệt được nó. Vũ trụ tự hiện hữu như thế thôi. Như vậy lời của nhà bác học Stephen W. Hawking cũng chỉ là lời lặp lại lời của Đức Phật cách đây 25 thế kỷ. Cũng theo quan niệm Phật giáo, trong cái vũ trụ bao la ấy có vô số thế giới nhưng tùy theo duyên khởi, nhân duyên. Và do sự liên hệ tương quan lẫn nhau nên phát sinh ra vô số loại sinh vật do nhiều nhân và duyên khác nhau mà sinh ra hàng vạn quả khác biệt. Như thế trong vũ trụ bao la có hằng hà sa số thế giới, có thế giới đất đang thành hình,